Nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, sáng nay ngày 29 tháng 3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và hơn 1.400 đại biểu, trong đó có hơn 1.200 bí thư chi bộ khu dân cư. Hội nghị lần này tập trung thông tin đến các bí thư chi bộ khu dân cư, những chuyên đề về nhận thức mới về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng thành phố phát triển, bền vững và phồn vinh. Đây là một trong những giải pháp được Thành ủy Đà Nẵng triển khai để xây dựng đảng vững mạnh ngay từ cơ sở và địa bàn dân cư, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 22 của đảng bộ thành phố. Hội nghị lần này cũng là dịp để các bí thư chi bộ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng đến với Thành ủy Đà Nẵng. Chúng tôi kính đề nghị lãnh đạo thành phố và các ngành quan tâm xử lý đề xuất kiến nghị của các bí thư khu dân cư chúng tôi liên quan đến chế độ chính sách, cơ sở vật chất để tổ chức sinh hoạt, về chế độ khen thưởng, tổ chức đánh giá hàng năm, về sinh hoạt đảng, về công tác tổ chức nhân sự tạo nguồn, cũng như các vấn đề liên quan đến cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội thời gian đến. Chúng tôi đề nghị cấp ủy cấp trên tiếp tục tăng cường dự sinh hoạt cùng ủy chi bộ khu dân cư để động viên khuyến khích giải quyết những kiến nghị đề xuất của đảng viên, đồng thời nắm chắc lượng sinh hoạt của chi bộ, thấy được thực trạng những vấn đề cần bổ khuyết và ở các chi bộ để giải quyết, củng cố, chỉ đạo giúp xây dựng tổ đảng, tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Nhất là qua hai đợt dịch COVID-19, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa đảng và nhân dân của các chi bộ và bí thư chi bộ khu dân cư càng được khẳng định. Bí thư Thành ủy đề nghị các bí thư chi bộ khu dân cư tiếp tục nghiên cứu sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như các chuyên đề thông tin tại hội nghị lần này. Các bí thư chi bộ cần tiếp tục nắm vững và tổ chức tốt hoạt động của chi bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư đã và đang nỗ lực hết mình, nhiệt huyết, có những đóng góp thiết thực, quan trọng, góp phần càng thắt chặt niềm tin giữa dân với đảng. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng và mong muốn các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp cống hiến và thực sự là những cầu nối vững chắc của đảng với dân để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng của chúng ta giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân khẩn trương chỉ đạo, rà soát và sớm có nghị quyết quy định về sửa đổi chế độ chính sách mới với cán bộ khu dân cư nói chung và tổ dân phố, thôn để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó xây dựng phương án điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ phù hợp hơn, cao hơn và ở mức tối đa cho bí thư chi bộ khu dân cư và các đồng chí cấp ủy. Đồng thời sớm giải quyết những vấn đề bức xúc, bất cập hiện nay ở các chi bộ khu dân cư để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở. Đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố sớm chỉ đạo rà soát các khu dân cư chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng để sớm nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, đầu tư phù hợp và đảm bảo cho việc hội họp sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư. Đây là vấn đề khá là bức xúc hiện nay và cũng là những cái khó khăn của các chi bộ ở khu dân cư. Các đồng chí không có các cái địa điểm để sinh hoạt và nhiều chi bộ là sinh hoạt ở các cái địa điểm của các gia đình, rồi các cái địa điểm sinh hoạt tọa là không đảm bảo được các cái yêu cầu. Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng đối với các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.